bạn muốn mua robot nhanh chóng, giá rẻ, uy tín thì hãy ghé ngay robertviet.com nhé. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay tiếp tục là tựa game Onta Tower Defense nhé anh em. Thì sau khi mình review con Goku Hồng 5 sao thì bây giờ nó tiếp tục nó bán một cái con 5 sao mới của bên Naruto anh em ạ. Con này nó tên là cái gì? Mình lên trên Discord các bạn mình đọc không biết cái tên đọc là sao anh em. Darui hả? Cái tên này đọc là Darui hay sao anh em? Đó, mình không biết nữa. Còn một con 5 sao là ở bên Titan đó, chắc là cái con này mình nghĩ chắc là gì ta? Mình đi Raikage mình lấy cái con đó hay gì rồi. Còn bây giờ thì có cái con 5 sao mới này trong phiên Naruto thì mình sẽ quay thử luôn nhé anh em, quay thử review cho mọi người coi luôn nha. Đó, coi thử coi có hơi may mắn như cái đợt Goku Hồng chỉ có 10 mấy lần là ra không nha anh em. Đó, bây giờ bắt đầu quay luôn nha. Quay xong rồi sẽ đem test cho anh em coi luôn. Đầu tiên nó ra con Neji, cái con nhỏ mà sử dụng vũ khí dữ anh em ạ. Coi thử coi bao nhiêu lần thì mình sẽ ra được cái con đó nha anh em. Đây là 10 lần đầu tiên. Thì trước thì con Goku thì chỉ có 12, 13 lần thì nó đã ra rồi. Lại quàng con này quất mình 2.700 kiếp cưa anh em mà dám lắm. Đó, 10 lần đầu tiên không thấy gì hết. 10 lần thứ hai nha. Thấy kiểu mình ra nhiều con 5 sao quá rồi, cái giờ mình quay mình nghe nó toan toan sao mọi người ạ. Chưa thấy ra đâu luôn. Khả năng cao là chắc quất 4-50 lần gì rồi đó. Không sao, còn 7 mấy. Ủa, nó ra cái con ten nhiều thế. Đấy, 20 lần, 30 lần anh em à, 30 lần. Cái mùi 60 lần. Cái mùi 60 lần quanh đây anh em à. Đấy. Đâu rồi, đâu rồi. Nữa lại ten, 3 con ten rồi anh em à. Đâu rồi. Thì chắc là mình sẽ đập cái con Goku lách của mình lên 80 anh em à. Mình thấy con nó khá là mạnh luôn á. Đâu rồi. Thấy là 30 lần không ra, 40 lần anh em à. 40 lần. Rồi. Cái mùi là 60 lần đang chờ đợi mình rồi. Đàng hoàng ơi, 60 lần ra cho mình 2 con đó anh em ạ. À. Nghe cái màu. Ê, 40 lần không thấy rồi. Không biết con đó nó mạnh hay là không, mình phải quay sử dụng thử mới biết được mọi người ạ. À. Where are you now? Rồi, lần 50. Lần 50 nha anh em. Rồi, 50 không thấy đâu rồi. Chắc là 60 lần rồi đó mọi người ạ. Rồi may mắn của mình đã dồn hết cho con Goku Hồng rồi. Dồn hết cho con Goku Hồng rồi. Giờ cái con trong Naruto này thì chịu ai. Ra đi. Rồi xong. Đó. Này là chắc chắn ra thôi anh em ạ. À. Chắc chắn ra. 60 lần chắc chắn ra nha anh em. Lại hoài nó quất cho 2 con lượt nữa. Rồi, đúng lần 60 mới ra luôn rồi. Thấy vậy là biết rồi đó mọi người ạ. À. Đó, 1 con. 2 con nè. Không có con anh em ạ. À. 2 con nè. 2 con. 2 con. Rồi nó không ra 2 con anh em ạ. À. Hình như là hai không được 2 con hết ta, được có con rồi anh em à. Thôi cũng được đi. Mình tính được 2 con thì ok, xịn sò đồ đấy, nhưng mà thôi con cũng được. Thôi mình sẽ bỏ con lách của cô ở nhà nha. Mình sẽ đem vào đó mình review cho anh em coi coi thử con này nó như thế nào. Cũng lắm do coi. Hình như là hàng này là trong cái gì bên làng cái gì thắt kiếm làng gì đó anh em. Làng đá đúng không? Làng đá làng gì quên rồi. Nó tên là Darui cái gì đó. 10 răng 15 105 đam, vẫn là 7 giây đến một lần. Tại sao là cứ 7 giây đến một lần không vậy? Thôi mình sẽ cho nó ăn lên cấp 20 nha anh em. Mình cho nó ăn lên cấp 20 nha. Mình sẽ cho nó ăn lên cấp 20. Đấy. Cho nó ăn mấy cái con rác lên cấp 20. Ôi, cái con này là để năng rau đen. Đó. Cho nó ăn mấy con rác lên cấp 20 nha anh em. 8 9 20. Đó. 20 là 124 đam, chấm 95. Bây giờ thì mình sẽ đem vào story của cái gì dễ dãi đi cho nó gọi là nhanh chóng cho mọi người coi thử coi sức mạnh của con này năm sau nó có như con Lách Goku mạnh hơn ngang ngửa con 6 sao, mạnh hơn con 6 sao luôn mọi người, mạnh hơn con Frieza luôn á. Đấy, bây giờ mình sẽ đi cái này đi. Thôi đi cái này đi anh em, đi cái này đi. Thôi đi cái này. Đi cái này thì mình phải đem thêm một con nữa, mình sợ con này nó đánh không nổi. Chắc là mình sẽ đem theo 7 giây á, mình sợ nó đánh nó thủ không nổi anh em ạ. Mình đem theo con gì ta? Đem theo con này đi. Đem theo con phong trụ đi anh em ạ. Mình sợ đánh không nổi thôi chứ không có gì hết á. Tại đi cái này thì mọi người biết rồi, nó cũng hơi gọi là khó, có mấy con nó chạy hơi nhanh. Đấy. Vô. Sao toàn 7 giây không mà ta? Nay sao ra toàn 7 giây không? 7 giây chắc là up 3 nó có AOE rồi anh em ạ. À. Con này là con trong Thất Kiếm là Sương Mù, đúng rồi. Thất Kiếm là Sương Mù anh em ạ. À. Mình nhớ mà. Mình nhớ là nhìn mặt nó nhìn hình như là Thất Kiếm thì Sương Mù. Đoán là vậy thôi nha mọi người, tại vì con Naruto không có kỹ. Mình chỉ coi phần đại chiến đi ra lần thứ 4 thôi à. Không biết đâu phải nó trong Thất Kiếm là Sương Mù không thì mình không biết. Ui 525 tiền mới đặt được ra nó hả? What the hell? Ok, 525 tiền. Căng thẳng vậy anh hai. Có phẹt mà 500. Ôi AOE anh em à. Vậy là biết là đặt ra là đầu tiên là AOE nè. AOE nha. Mà 525 tiền. AOE chữ V. Nhìn vậy là biết là có AOE rồi. Đặt ra mới đặt ra là có AOE nhưng mà 7 giây hơi khá là quan ngại ấy, hơi khá quan ngại về vấn đề 7 giây á. Biết năng lên thì nó có giảm hay là không thôi. Quan ngại về vấn đề 7 giây anh em à. Còn cái con Titan màu trắng mà năm sau hay admin có show á thì mình nghĩ chắc là đi Raikage để lấy rồi anh em à. Đó. Mình sẽ đặt nó ở đây nha. Đó. 124 đam, cấp 20 124.9 đam rồi. Một con này là một con hứa hẹn 1000 đam nữa đây. Cũng được đấy. Hứa hẹn 1000 đam nữa rồi anh em ạ. À. Wow, quánh ra điện. 7 giây chỉ có hơi buồn là 7 giây đánh lần thôi. Năng kế tiếp là 400 tiền. Nói chung là đặt ra là AOE thì được anh em ạ, AOE thì thảo thủ được. Mới đặt ra cho dù nó có 7 giây á mà AOE thì vẫn thủ được nha. AOE không to lắm, AOE vơi hình chữ vơi hình nó anh em ạ. Này chắc là tầm khoảng 25 35 độ gì còn mà. AOE cũng nhỏ, không có rộng. Đó. Mình đang chết đây. Tăng lên 9 răng nè, cộng một chiêu mới nè, cộng 130 đam nè, không có giảm thời gian, không có hạ dây xuống nè anh em. Chưa có hạ dây xuống luôn. Nhưng mà nó khi mục đích của nó ra những con mới á, là để cho mọi người áp dụng vào đi Raikage chắc luôn. Thường là vậy. Không biết cái con này nó tên là cái mẹo gì. Mình không có rành mọi người ạ. À. Anh em thấy chưa? Hên. Ui, nó thổi cái gọi là chắc cái này gọi là ôi nó kết ấn rồi luôn ghê ha. Không biết cái này có được gọi là huyết kế giới hạn không anh em ạ. À? Mình không có rành. Nhìn giống kiểu huyết kế giới hạn nước quá ha. Đấy, mình chỉ coi phần đi ra chứ là thứ tư là anh em thông cảm nha. Dây hả? Còn thêm một răng nè. Dây thì vẫn chưa thấy hạ xuống luôn. 337 đam rồi nè. Ê, bấm lộn bán rồi. The hell. Trời ơi. Lỗi mình anh em à, lỗi mình, sorry. Mình bấm lộn mình bán đó rồi. Mình sẽ đặt ở trên lại một con nha. Con dưới cho nó thủ đi. Lỗi mình. Tự nhiên mình bấm tăng năng cấp, mình không bấm, mình bấm sale. Có power full nó xuống rồi nè. Mình sẽ up con dưới đi. Thôi mình chơi con dưới luôn cũng được đấy anh em à. Chơi con dưới luôn ha. Lỗi tôi. Này. Up nó lên. Ôi. cho phong trụ ra đây mà nát nhà. Nát nhà đây mà cho phong trụ ra đáp phụ. Ê, nát nhà. Nát nhà em bên này ơi. Hên quá. Tí thì nát nhà mọi người ạ. Đó. Nâng công phong thù lên tắt cho vị thủ phụ ở đây mà. Nét nhà thiệt á, đừng giỡn. Ẩu quá. Mình ẩu quá, tí nữa nét nhà rồi. Rồi, vậy là chắc là hậu được rồi đó. Tí thì nét nhà. Tăng cấp không bấm đi, bấm sale để heo riết rồi. Riết rồi mình không biết mình làm cái gì đâu mọi người ạ. À. Đó, ổn định rồi đó. Ổn định rồi nha. 493 đam vẫn là 7 giây. Nó có hạ dây xuống nè anh em, nó hạ xuống 0.1 giây nè, phải không? Để mình up nó nha. Đó, nó hạ xuống được 0.1 giây. Đó, nó hạ tiếp xuống 0.2 giây nè anh em, nó hạ được 0.2 giây nè, cộng một chiêu mới nữa nè anh em. À, nâng 1.300 tiền. Con này là một con 6 tắc rồi anh em à. Con này là một con 6 tắc. Upgrade 6 lần á, 6 tắc upgrade 6 lần á anh em à. Nó hạ xuống được một xíu, 0.01 giây. Đó. Hạ xuống 0.8 giây nè. Vậy là con này còn 5 giây anh em à, 5 giây. Con này 5 giây nha. Đam thì 1000 đam rồi. Thấy vậy là biết là up lên 80 là 1000 đam nữa rồi anh em ạ, à. Một con 1000 đam nữa rồi. Con này nó xài huyết kế giới hạn đúng không? Mình không rành anh em à. Phải huyết kế giới hạn không thì mình không rành. Chắc là huyết kế giới hạn. Chắc là như vậy anh em à, chắc là như vậy. Đó, huyết kế với điện đen. Ha là nhìn hình như ông này phải ông ca gì không? À, không có lành lắm anh em ơi, mình coi đúng cái phần đại chiến ninja lần thứ tư rồi, sorry nha. Chiến ninja lần thứ tư thì mình biết chứ mấy lần trước thì không rành. Ồ, răng nó to thế. Ray 25 nè, 5.9 giây đánh một lần, 993 đam anh em à. Lại một con 1000 đam nữa rồi. Sẽ bán con này đi nha. Đó. Sẽ bán con này đi. Lại là một thanh niên 1000 đam rồi anh em ạ. À. Mình sẽ đặt ở trên đây một con đi nha anh em. Đó. Cho mọi người dễ coi. Lại một thanh niên 1000 đam của chúng ta đi nữa rồi. 1000 đam không? Update càng đam càng to anh em ạ. À. Thằng này là thằng bên làng gì mình không biết nữa. Đấy. 800 tiền à. Lại một thanh niên 1000 đam. Ngàn đam thì bây giờ chắc là mình nghĩ chắc là bình thường rồi mọi người, tại bây giờ quái mọi người biết mà. Con quái con nào nấy nó có khác cái con bò đâu. Con nào cũng gọi là mười mấy ngàn đam, mười mấy ngàn máu không. Đấy. Vô. Nhưng mà đánh hơi chậm anh em à, 5.9 giây. 5.9 giây mọi người à. 5.9 giây nó mới đánh một lần thì khá gọi là khá là chậm, nhưng mà đam vậy thì ổn. Tiền thì rơi vào tầm khoảng 4.000 5.000 tiền anh em ạ, 5.000. Ủa, gần 6.000 tiền, gần 6.000 tiền mọi người. Con này thì rơi vào tầm khoảng 6.000 tiền nha anh em. Nhưng mà nó có một cái là 525 tiền lận nên mọi người, con này không thể nào đặt ra để hủ đầu được rồi. Con này không thể nào đặt ra hủ đầu anh em ạ. Những cái con nào 400 tiền hoặc 450 tiền anh em mới hủ đầu được thôi. Đấy. Trưởng đồ ghê gớm không? là điện đồ che mắt đồ mấy thanh niên của gọi là trong Naruto là toàn mấy thanh niên bịt mắt không. Con này thì mình nghĩ chắc là nếu mà gọi về sức mạnh nó chắc là nó ngang ngửa Obito với anh em, mà nhưng nó hơn được Obito được một cái là đặt ra nó có AOE đầu nha. Obito thì anh em biết rồi phải năng 3 tắc nó có AOE đầu. Con nói con đó là vậy thôi. Còn ngoài ra chắc là mình nghĩ chắc là ngang cơ nhau hết. Đó, gọi là này là gọi là một con năm sau gọi là đáng để cho mọi người quay đấy rồi. Mình không có gì gọi là chê con này hết, chỉ là gọi là nó không đép đầu được, nó giống với con Obito á. Obito nó không đép đầu được, nhưng mà khi mà anh em mạnh rồi anh em có thể đặt nó ra để cho ví dụ như nó đánh những cái con sau. Lại một con đi Infinity anh em ạ, con này đi Infinity chứ không có đem vào Tori được. Tori thì nó không thể nào đép đầu được hết á, tuy là nó AOE nhưng mà 7 giây là mọi người ạ. Mà nâng lên 80 thì mình không biết như thế nào thôi. Kỳ này update cũng gọi là chất lượng đấy, mấy cái con năm sao cũng chất lượng không thua gì. 6 sao thì chưa biết được, 6 sao thì chưa sử dụng, nhưng mình thấy vậy là khá ổn rồi, thấy vậy là khá ổn mọi người. Nó gọi là trong cái con năm sao như thế này gọi là trung bình đó, trung bình ổn á mọi người, chứ nó không phải gọi là quá OP. Đó, có thể nó xài được hai cái gọi là gì ta, hai cái huyết kế giới hạn, nó không gọi là không OP lắm mọi người, mà vẫn gọi là vẫn chơi được, vẫn chơi được. Nó kiểu giống như em nói, nó kiểu giống với Obito, nó không vượt trội quá, cứ gọi là trong tầm trung cho mọi người sử dụng thôi. Đấy. Đấy, bắt ra đây mà. Mình bắt ra rồi. Này nó lại gọi là nó kiểu giống như một con Obito phiên bản gọi là nâng cấp hơn một tí anh em à. Gọi là phiên bản 2.0 á, là mới đặt ra nó khá AOE. Nó kiểu giống vậy á. Đâu rồi. Hãy bắt ra anh em. Đó thì con này thì mình khuyên mọi người là chắc là quay để sử dụng, gọi là sử dụng cho biết, chứ nó không OP nha. Đó, sau khi mà review và quay được thì mình thấy như vậy anh em ạ. À, sao mình không có máu được con quái ta? Quái còn nhiêu máu vậy? Không có máu được rồi. À, nó chết rồi. Đó, tiếp tục là review tiếp theo một con update mới 5 sao cho anh em coi nha. Ở bản update này còn một con Titan nữa, mình nghĩ chắc là con nó là không có dạng như là không có quay đâu, mình nghĩ con đó là trầm trong Rai 2 anh em ạ. Thì thôi chắc video và review về cái con mới ở update này trong anime Naruto anh em, nó tên là cái gì để mình vô mình đọc lại một cái nha. Nó tên là Darui cái gì đó, Darui cái gì đó. Đó thì thôi cũng cảm ơn em đã bỏ chút thời gian ra để xem clip mình nha. Hẹn em những clip sau. Bye bye.